đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu vào viếng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, tham gia công tác tháng 2 năm 1988, vào Đảng ngày 24 tháng 6 năm 1997, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân huy chương cao quý khác.